Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề Tự hào và tiếp bước, với phương châm chủ động, an toàn, hiệu quả. Các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ sẽ nổi tổ chức các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện 747 công trình phần việc thanh niên các cấp với tổng giá trị làm lợi gần 86 tỷ đồng, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Theo sát sự định hướng của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, các chi đoàn trên địa bàn thành phố đều tổ chức sinh hoạt tháng 3 theo chuyên đề Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, sinh động. Các chi đoàn không chỉ giúp cho đoàn viên ôn lại lịch sử hình thành, sự phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn ý thức được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Bên cạnh đó, nhằm tưởng nhớ đến các vị tiền bối, các lãnh tụ cách mạng, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập dân tộc, các quận, huyện đoàn và đoàn tương đương phối hợp tổ chức các hoạt động hành quân về nguồn đến với các khu di tích lịch sử, các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tổ chức thăm và tặng 2.686 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, đoàn viên thanh thiếu nhi, học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 945 triệu đồng. Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vinh dự đón tiếp đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban ngành cùng hơn 200 cựu cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn thành phố đến dự lễ. Tại buổi lễ, anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng và trưởng thành. Chúng ta không bao giờ quên những hình ảnh kiên cường, bất khuất của những anh hùng tiêu biểu như đồng chí Lý Tự Trọng, đồng chí La Văn Cầu, đồng chí Nguyễn Thị Chiên, đồng chí Phan Đình Giót, đồng chí Nguyễn Viết Xuân, đồng chí Nguyễn Văn Trỗi, các thế hệ thanh niên anh hùng được sinh ra trong cái nôi của dân tộc Việt Nam anh hùng. Các thế hệ đoàn viên thanh niên luôn được nhân dân tin yêu, làm cho quân thù khiếp sợ, được bạn bè khắp năm châu cảm phục. Kính thưa các đồng chí, với lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng dấn thân, khát khao muốn được khẳng định cống hiến, tổ chức đoàn đã luôn cùng đồng hành với các bạn thanh niên trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết đất nước. Ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể, các phong trào của tổ chức đoàn đã lan tỏa và tạo động lực mạnh mẽ, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên cả nước, luôn hoàn thành tốt sứ mệnh do Đảng và nhân dân giao phó. Trong tháng 3, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức tọa đàm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 90 năm rèn luyện và trưởng thành. Chương trình tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn hiện nay, đồng thời đề ra phương hướng xây dựng tổ chức đoàn trong tình hình mới. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Sở Nội vụ tổ chức chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với đoàn viên thanh niên tiêu biểu. Tại đây, nhiều bạn trẻ đã đặt các câu hỏi với lãnh đạo thành phố về việc tạo nguồn vốn hỗ trợ, chính sách phát triển các sản phẩm sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp, việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến vấn đề khởi nghiệp. Lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo thành phố đã giải đáp các vấn đề đặt ra, đồng thời cung cấp nhiều thông tin về các chính sách của trung ương, của thành phố về việc hỗ trợ thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp và lập nghiệp, các cơ chế chính sách hỗ trợ việc trực tiếp và gián tiếp các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay của Cần Thơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, v.v. Với những hoạt động thiết thực, Đoàn bộ thành phố Cần Thơ đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho mỗi đoàn viên thanh niên, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn và khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong thanh niên và xã hội. Trong tháng 3, thực hiện phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc, 1.702 thanh niên Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ. Tuổi trẻ thành phố tham gia xây dựng 13 cầu giao thông nông thôn, sửa chữa xây dựng 51 km đường, thắp sáng 27 km đường. 83 trên 83 đoàn xã phường thị trấn tổ chức xây dựng mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, tuyến đường văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Sửa chữa xây dựng 21 căn nhà với tổng trị giá 1 tỷ 195 triệu đồng.
23 khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi với tổng giá trị hơn 207 triệu đồng và 26 công trình vì trường đẹp cho em với tổng trị giá 356 triệu đồng. Các công trình được thực hiện là niềm vui lớn cho các địa phương. Trong thời gian qua thì xã đoàn cũng như là huyện đoàn có hỗ trợ về cái trên địa bàn của ấp Trường Phú B cũng như là trên địa bàn của xã Trường Long, các cái công trình phần việc, đặc biệt là cái công trình xây dựng cái khu vui chơi cho các em thiếu nhi tại trường tiểu học Trường Long 3, thì bản thân là đoàn viên cũng là người trực tiếp thực hiện cái công trình này thì cũng thấy rằng đây là một trong những công trình thật sự ý nghĩa, đem lại cái điểm để cho các em học sinh của trường tiểu học Trường Long 3 sau những giờ ra chơi cũng như là sau những giờ học có cái chỗ để vui chơi giải trí, để giúp cho các em xả chết cũng như là giúp cho các em có được cái điểm vui chơi để sau này có được cái việc học tập được tốt hơn. Các cấp bộ đoàn tổ chức hoạt động đồng loạt ngày Chủ nhật xanh, các hoạt động bảo vệ môi trường, xóa trắng quảng cáo trái phép, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, bảo vệ nguồn nước, khai thông dòng chảy, trồng 9.605 cây xanh các loại dọc theo các tuyến đường. Bên phía ngân hàng Agribank đã phối hợp cùng với quận đoàn Thốt Nốt hỗ trợ 400 cây xanh để trồng dọc tuyến đường Mai Văn Bộ. Đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa để thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều công trình do tuổi trẻ thực hiện đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân thành phố, nổi bật như công trình thanh niên vẽ tranh hơn 200m2 bên vách cầu Cái Răng do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp cùng Đoàn phường An Bình, quận Ninh Kiều thực hiện từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2021 tại chân cầu Cái Răng. Vẽ mấy bức tường này thầy thấy rất đẹp, là đường phố thấy sáng sủa hơn, nó sạch đẹp hơn. Nó tạo thêm cái vẻ mỹ quan của đô thị nữa, nhưng mà nó còn thiếu cái phần ở trên á. Cái phần ở trên phải khi mà tạo thêm một dần mây hay là gì nữa là quá đẹp luôn. Cùng với việc tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, trong tháng 3, tổ chức đoàn cũng huy động các nguồn lực xã hội, thực hiện các chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho đoàn viên thanh niên với chủ đề Tuần lễ xanh mừng sinh nhật đoàn từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 3. Cụ thể là vận động các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân thực hiện tuần lễ khuyến mãi các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho đoàn viên thanh niên và đội viên. Đồng thời tổ chức 17 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với 463 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, 103 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hướng dẫn kỹ năng và giới thiệu việc làm cho thanh niên với gần 43.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến trên các fanpage và kênh YouTube của các trường cho hơn 50.000 lượt học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giải quyết việc làm cho 712 thanh niên. Qua các hoạt động, các đơn vị trực thuộc thành đoàn Cần Thơ càng thêm gắn kết phối hợp chặt chẽ. Năm nay đầu năm thì cục cũng đã xây dựng được kế hoạch đề ra những cái công trình phần việc, đầu công việc cho toàn năm 2021. Cao điểm là tháng thanh niên, thì trong tháng thanh niên cục 1 thực hiện 3 cái công việc chính. Đó là thứ nhất là tặng quà cho chương trình chính sách, khám phát thuốc. Thứ hai là cái hành trình đến các di tích lịch sử và tổ chức ngày đoàn viên. Cái thứ ba là cái tổ chức cái giải bóng đá, giao lưu gây quỹ thực hiện cái công trình thanh niên. Nhằm động viên ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn đã tuyên dương 935 cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu, 7.965 thanh niên được kết nạp đoàn, giới thiệu 1.217 đoàn viên ưu tú cho đảng và đã có 125 đảng viên mới được kết nạp. Đối với tuổi trẻ thành phố, được tham gia các phong trào hoạt động đoàn là bài học quý giá cho hành trình tương lai. Trong tháng thanh niên vừa qua, thì đội tình nguyện vẽ tranh của trường Cao đẳng Cần Thơ đã thực hiện tổng cộng là 7 công trình, thì bao gồm vẽ tranh ở trường học, vẽ tranh trên cột điện cũng như là vẽ tranh ở các trên vách tường ở các điểm nóng nơi tụ tập nhiều rác thải. Đối với bản thân em cũng như là các bạn tình nguyện viên trong đội tình nguyện vẽ tranh của trường Cao đẳng Cần Thơ, thì khi mà tham gia hoạt động trong suốt tháng thanh niên vừa qua, thì tụi em cảm thấy rằng là tụi em học hỏi được rất là nhiều thứ. Khi chúng ta tham gia, chúng ta tiếp xúc với nhiều người, hay là khi chúng ta trò chuyện giao lưu với nhau, chúng em có chia sẻ về kinh nghiệm về, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về vẽ tranh như thế nào để nó đẹp hơn, cũng như là tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, hay là về kỹ năng sống, về kỹ năng giao tiếp chẳng hạn. Và đặc biệt hơn là khi tụi em tham gia thì chúng em cảm thấy rằng là rất là vui và thoải mái và tự hào về chính bản thân mình. Khi mà tụi em là những người sinh viên trẻ thì còn sức trẻ, tụi em một phần nào đó cũng cống hiến những cái gì từ nhỏ nhoi nhất cho quê hương, đất nước cũng như là xã hội. Mừng 90 năm truyền thống vẻ vang của đoàn, tuổi trẻ Cần Thơ tự hào và tiếp bước
nguyện chung lòng góp sức mình xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu mạnh và văn minh.